Ừ, hay quá anh Bình ơi. À, siêu. Con đầu tiên của hai anh em mình, quá im. Tiếp tục đây mày. Sao cá thấy cục cọ mày nè anh em. Gớt. Lặng luôn rồi. Gớt anh em ơi. Chém mở đít sổ em đụm chim á. Dạ. Đây nè anh Minh ơi, chị rồi anh lại kia, anh lại vô đó, anh xuống ghe anh lụm kìa. Kìa cái đít ghe nè. Có cây không? Có cây khiều được á. À, bắn ngay đầu nó rớt giữa dũng luôn. Có cây không? Xíu té mẹ gì xong rồi. Được không? Hai con mà bắt được con à? Ghê khôn quá. Nghe quay phim. Dạ. Làm YouTube á. Hai con mà bắn một con bên kia nó bay rồi. Ừ, gắt ở đây. Ừ. Rớt em anh em. Chạy đây anh em ơi. Ừ, từ từ lụm con này đó. Kìa. Rồi. Đừng coi anh em ơi. Đâu? Bay ra đâu? Nó nhóc mày luôn nè. Mày, con này chết rồi. Máu cũng nó bay vô đó, Chết rồi. Con trong con ngoài hay gì đó, nó gái kìa.
kỹ vô, kỹ vô. Cô còm anh em ơi, rớt một con rồi ba con luôn, rớt rớt coi, rớt coi ba con. Anh em ơi, cô còm anh em ơi, cô còm, cô còm anh em ơi. À, mệt quá anh em ơi, gãy cánh đây. Một con cu còm, ba con cu còm anh em ơi. Kìa. Rồi một con anh em ơi, kìa vô cây đó kìa. Cái này là nghĩa trang nè anh em, mình hai đứa con cu còm này nè. Ôi ơi, viên nữa, viên nữa. Ôi ơi, má, nó trong cái cây không vậy? Nó hết bi luôn rồi, lại đây nè mình. Cô còm, ôi da, ôi da. Tay ướt anh em ơi. Quay rớt quá, quay quá. Rớt rồi kìa, rớt máu luôn rồi. Trời ơi, trời. Rớt máu luôn. Đi luôn rồi, xong luôn rồi. Ôi trời, dây cũng ướt nhẹp. Rớt. Chưa, chưa, chưa. À, chết rồi. Chết rồi, nhưng mà không gớt xuống sao lụm. Chết rồi. Rồi, xuống rồi, vô vô trời, leo đi, leo đi, leo đi, leo đi. Chừng cả đang xuống rồi đó. Nha. Hướng nào, hướng nào? Đó, leo vô đi, leo đi bằng trước. À, nó chết rồi. Không được anh Minh ơi. Dạ, leo đi, leo đi. Từ từ. Rồi, nó còn sống rồi. Còn sống kìa. Leo xuống kìa. Nó tuột xuống á. Đó, 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 đó. Con đu, con đu, con đu, con đu, con đu. Lại đi Minh. Đu đu đu. Quá đời heo. Có ai ở đây không? Đu. Đu chết queo rồi. Má xuống luôn rồi. Má sao qua được trời. Ở trong có cái che sọt được anh Minh ơi. What the hell. Mà đừng bắn khỏi ăn à, có che kìa. Cái che hiệu được kìa. Thôi được rồi, đừng có bắn nè anh ơi. Đừng bắn nữa. Sao hiểu được? Kệ có che kìa, che dít được. Rồi. Trời cái sắc nhọn quắc đó anh ấy ơi. Nhọn quắc đó nghe. Trời trời anh ấy, phụ má con gì cái chân đó. Cái chân kìa. Ngậu này chẳng được sóc luôn trời. Chỉ là hai con rồi. Chắc hai con hay gì rồi? Chó không trời? Không đâu, không có chó đâu. Mấy cà phê mà. Thấy không? Thấy nó chưa? Thấy rồi. Rớt thôi vậy. Rớt đi không đó. Ừ. Cái chỗ ghế á, vô nó trong ghế. Ở đây. Bự không? Quá trời luôn sắp rồi. Trời ơi. Trời ơi, sắp nè. Chết không? Chết, được cái đuôi nữa rồi, được cái đuôi nữa mình ơi. Cái gì? Được lại được cái đuôi nữa rồi. Thấy cái đuôi làm chìa khóa. Làm gì? Chìa khóa. Qua xe mình á. Bắn trúng đâu chết đi. Nè, yeah, em bắn một viên ngay giò nè. Ngay giò. Chỗ giò luôn hả? Dạ. Yeah. Bắn thành ba bao một viên á. Nè, ngay mình 20 viên nè. Đang lỗ nè. Mấy con này còn sống đẹp lắm trời. Nè, đang lỗ nè. Chết chưa? Chết, ba bốn viên nè, đang đang viên nè. Má con sóc này còn sống đẹp lắm á. Ha. Rồi, 4 5 viên luôn. Vậy là con bên kia còn. Viên ngay giò nè. Ngay mình nè, ngay giò trước nè. À, đúng rồi nè. Anh bắn một viên ngay cổ là viên đầu tiên nè, anh nói nè. Ừ. Không phải, giờ không con, phải con này quá trời. Nè đây viên nè. Đã là sao? Mập á. Mập về chiên ăn ngon lắm, thôi xào lăn đồ. Tại vì mấy con này nó ăn. Rồi anh em ơi, quá im. Anh mình xuống là đây. Anh mình đang xử lý nghe nè. Thank you.
Không, mà mình đâu có bậy đâu. Quá dở. Chết mình ơi. Mình. Đây nè. Chết thằng hú nè em ơi. Anh Minh ơi. Nè, đứa gớt đây nữa nè. Rồi, ngay chỗ hỏm ơi. Làm sao anh qua đó đi. Qua nào? Qua bên mấy em kia đó. Ừ. Gớt lộn mèo luôn. Đợt hỏm gớt đây con mắt rồi, giờ kiếm nữa nè. À, y chang hỏm luôn em. Hỏm trong ca bắn con y chang gì luôn nè. Bự lắm. Đâu trời. Đang vòng qua nè. Nhánh ngoài đúng rồi đó, nhánh ngoài đó. Nè, em bị gai đâm tét giò chảy máu rồi nè. À, thứ nào chịu nổi, không có đen con này là đen con nữa nè. Thì chốc luôn. Y như hổm luôn anh em ơi. Hổm mất con này nè anh em. Giờ Suka phải kiếm nó nè. Bự lắm Minh. Bông. Bông em bắn gớt bông. Rồi đâu nữa rồi trời. Gớt giữa đám mày luôn nè. Chết lại chứ không sống nổi đâu. Đâu nữa anh em ơi, họ mất con này nữa rồi. Đâu nữa trời. Không gầy hai con này rồi đó. Hử? Không gớt cái đám này luôn nè. Gớt cho nó dưới luôn nè. Trời trời. Trong đám dưới rồi nè. Má không mất con giờ mới nữa à. Dưới hả? Ừ. Trời ơi, không gớt mắt con rồi. Con bự chảng. Con bự chảng hả? Đâu nữa rồi trời. Thứ nào chịu nổi. Thấy chưa? Không dính đâu, gớt xuống rồi. Nè, họ mất con rồi. Hử? Trời gớt chổng đầu luôn, ngay giữa. Rồi để tắt mày ra đi, em coi cái máy lại gớt đâu. Nói nè anh Vinh ơi. Minh ơi. Minh ơi. Minh ơi. Đây nè. Trong đây nè.
Ông cái ruộng. Ừ. Trên đỉnh lụm rồi nè. Cháu queo à. Đó, gạt luôn rồi, khỏi ăn rồi. Đủ má bắn dính như đây luôn hả gì vậy? Thủ đèn. Ngồi dính đây luôn anh em ơi. Chút lá đà. Còn. Thấy chưa? Thấy nó trên mình. Rồi bắn ở bên đầu luôn kìa, giữ anh em ơi. Dạ, còn nữa kìa. Bay qua đây rồi nè. Bay qua đây rồi nè. Bay vô nữa kìa. Đây nè anh Minh. Đậu đi sao bắn. Trời gió kìa. Hả? Kè thúi mới kêu không à. Kìa. Ức ra. Kẻ ức kẻ thiệt. Thấy chưa? Đem. Má gió kìa anh em ơi. Good. Trời ơi. Rồi. Dính tìm cây đúng không mày? Gớt mà xong rồi. Rồi lội bảnh luôn rồi. Nào. Trời ơi, lội bảnh luôn rồi. Có xuồng kìa. Còn cô kêu có xuồng kìa. Vớt luôn, vớt luôn. Thiệt quá. Có xuồng kìa. Nó chết luôn anh Minh ơi. Rồi con mượn xuồng mượn coi. Hên quá. Có xuồng luôn. Còn cô kêu lấy xuồng luôn. Nó chết luôn rồi, đã ngày đầu rồi đó anh Minh ơi. Còn nữa hả cô? Ủa nó lặn cái gì anh Minh? Rồi con bơi ra luôn. Con không biết bơi xuồng nữa nè. Ủa nó đâu rồi? Thấy rồi. Chào ăn chết con cu rồi. Bơi xuồng luôn anh em ơi. Rồi vô anh em ơi. Sáng về anh em ơi. Nãy hai anh em mình đi mưa quá trời luôn. Tối ngày núp mưa không mà. Rồi nãy bắn được con cua còm nè. Con sóc nè. Sóc này ở bệnh viện nè. Rồi bên về. Để sô ca bằng. Này con nhí nè. Châu tảo nè anh em. Một gỗ luôn. Đây. Nè em thấy ngày săn mà gặp mưa cơ mà núp. Đi săn chú mưa không. Đó. Đó, thấy chưa. Đây. Rồi quá im luôn.